Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh VNetix của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra một shortcode để tắt máy tính một cách nhanh chóng. Ví dụ như ở đây, tôi có một biểu tượng dùng để tắt máy tính như thế này. Và khi chúng ta nháy đúc vào biểu tượng này, thì sẽ tắt máy tính. Để làm được như vậy, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ click chuột phải vào vùng trống của màn hình desktop, chọn New, chọn Shortcut. Sau đó chúng ta sẽ nhập lệnh như sau, shutdown trừ S và trừ T. Sau đó là thời gian tính bằng giây. Nếu chúng ta muốn tắt ngay thì chúng ta sẽ nhập 0 ở đây. Các bạn lưu ý, chúng ta có thể thay thế chữ S này, viết tắt của chữ shutdown, thành chữ R, có nghĩa là restart, để khởi động lại máy tính. Như vậy ở đây tôi sẽ dùng ký tự S, dùng để tắt máy tính, và tắt ngay, do đó tôi sẽ nhập 0 ở đây. Sau đó chúng ta chọn Next. Chúng ta có thể đặt tên lại cho shortcut này. Ở đây tôi sẽ để mặc định là shutdown, chọn finish. Tiếp theo chúng ta sẽ thay đổi lại biểu tượng cho shortcut này. Chúng ta sẽ click chuột phải vào biểu tượng, chọn property. Sau đó tại thẻ shortcut chúng ta sẽ chọn change icon, chọn OK. Như vậy chúng ta sẽ chọn biểu tượng tắt máy tính ở đây, chọn OK, chọn Apply và OK. Như vậy chúng ta đã tạo ra một nút để tắt máy tính ở đây. Và khi chúng ta nháy đúc vào shortcut này thì máy tính của chúng ta sẽ tắt. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra một shortcut dùng để tắt máy tính một cách chuyên nghiệp. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.